Bị tố ăn chặn 96 tỷ đồng từ thiện, Mr. Đàm tuyên bố đưa vụ việc ra pháp luật. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ mang câu chuyện anh bị bà Nguyễn Phương Hằng tố ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình. Tối ngày 26 tháng 8, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết khá dài với tựa đề vài lời đổi với cô Nguyễn Phương Hằng, người gọi đích danh anh trên livestream tối ngày 24 tháng 8, tuyên bố đang giữ 1,9 kg giấy tờ sau khi chứng minh ông Hoàng Nhật Việt nhận hơn 96 tỷ đồng do mọi người quyên góp làm từ thiện, cao hơn gấp nhiều lần so với con số được anh công bố. Việc đôi con kéo dài qua lại với cô sẽ phí phạm thời gian, tạo cơ hội cho người khác trục lợi, xuyên tạc phát ngôn của tôi. Tôi Huỳnh Minh Hưng, tức Đàm Vĩnh Hưng, sẽ chính thức mang câu chuyện này ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình và lục trần trụi sự vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của cô Nguyễn Phương Hằng. Mr. Đàm viết, nam ca sĩ cũng cho biết anh luôn lưu đủ biên nhận từ các văn phòng mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như những nơi nhận hỗ trợ, đã công bố tất cả những gì mình làm trên YouTube và trang cá nhân. Trước đó, ngày 25 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng tải lên trang cá nhân một video. Trong đó anh phủ nhận những cáo buộc của nữ doanh nhân Phương Hằng, tôi rất buồn cười. Người ta trắng trợn dựng chuyện, bị đặt không hề sợ. Tôi cũng ước mơ ngủ dậy trong tài khoản có số tiền tôi đụng như thế. Chắc chắn là tôi sẽ làm được nhiều việc lắm, ít nhất là tôi có thể chia sẻ được với người nghèo, giúp cho học sinh, đồng nghiệp của tôi. Tôi ước mình có được con số khổng lồ như thế để làm được cho nhiều người ở ngoài kia, cho chính cuộc sống của mình nữa. Thế nhưng nó không có thể lấy gì mà làm. Trong clip này, Mr. Đàm cũng nhận lời thách thức của bà Phương Hằng. Cô nói cô đang có con số, có sao kê tài khoản ngân hàng làm từ thiện của tôi. Tôi có nghe nói là cô thách thức sẽ cho tôi 50 tỷ đồng nếu như tôi công khai sao kê. Ok, tôi chấp nhận chơi với cô. Tôi không tin lời hứa suông cho tôi 50 tỷ đồng của cô. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy một viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số những viên kim cương thật của cô. Chúng ta bắt đầu cuộc chơi để nhà nước, công an, pháp luật điều tra. Tôi cũng đã yêu cầu ngân hàng bật đèn xanh cho điều tra. Đàm Vĩnh Hưng đòi đối chất với đại gia Nguyễn Phương Hằng tại tòa án, tuyên bố bà Hằng không có tư cách. Đại gia Nguyễn Phương Hằng nhận lời thách thức của Đàm Vĩnh Hưng và tuyên bố nếu Mr. Đàm thua, mà sẽ lấy hết tài sản của nam ca sĩ đi làm từ thiện. Trước thách thức này, Đàm Vĩnh Hưng đòi đối chất tại tòa. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời đến đại gia Nguyễn Phương Hằng, đôi lời đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Đúng như những gì tôi đã dự đoán trước về con người của cô lương lẹo, lưu manh, lật lọng trong việc khiêu khích tôi và lôi kéo đám đông. Tôi thách cô tung ra 1,9 kg giấy sao kê của số tiền 96 tỷ đồng. Cô bè lấy qua vấn đề khác, thật là trẻ con. Vì cô vu khống tôi ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, khẳng định mình có 1,9 kg giấy sao kê nên tôi đã nói rõ ràng rằng tôi muốn pháp luật và ngân hàng vào cuộc kiểm tra số giấy sao kê đó so với giá trị thật của tài khoản của tôi. Nếu sai, cô mất một viên kim cương, nhưng tới thời điểm hiện tại, cô không làm được điều này. Nên cuộc thách đấu này tôi sẽ chuyển sang một cuộc đi tìm công bằng cho tôi trên phương diện pháp lý. Nếu cô vẫn còn muốn vu khống tôi, mời cô cố gắng biến giấc mơ sao kê và 1,9 kg giấy lộn kia thành sự thật. Tôi đang đợi cô up lên mở giấy cô đang có giấy con số dơ bẩn như sự tưởng tượng của cô. Tôi sẽ nhờ pháp luật đối soát tài khoản của mình để đảm bảo tính minh bạch. Lời thách đấu này là của riêng Đàm Vĩnh Hưng tôi và cô, không phải đại diện cho bất kỳ anh chị em nghệ sĩ nào nên đừng lôi kéo những nghệ sĩ khác để tạo hiệu ứng truyền thông bẩn. Cô đang nghĩ mình là ai vậy? Tự cho mình quá nhiều quyền hành nê ra lệnh này, mai ra thời hạn kia. Với tôi, cô hoàn toàn không có tư cách gì để yêu cầu tôi hay nghệ sĩ khác phải làm theo cô mong muốn. Biên nhận từ các mạnh thường quân và những nơi đã nhận hỗ trợ tôi đều lưu đủ và tôi cũng đã công bố tất cả những gì mình làm trên YouTube và trang cá nhân. Không đến lượt cô phải ra lệnh một cách hoang tưởng như vậy. Tôi làm mọi việc đều từ trái tim với những sự đóng góp chân thành cho đợt từ thiện đó một cách công khai, minh bạch. Việc đôi co kéo dài qua lại với cô sẽ phí phạm thời gian, tạo cơ hội cho người khác trục lợi, xuyên tạc phát ngôn của tôi. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng cứng rắn hơn, tôi, Huỳnh Minh Hưng tức Đàm Vĩnh Hưng sẽ chính thức mang câu chuyện này ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình và lục trần trụi sự vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của bà Nguyễn Phương Hằng. Những gì cần nói sẽ nói tại tòa. Anh cùng gửi lời đến khán giả của mình. Cảm ơn tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng đến ngày hôm nay. Để không phụ lòng tin yêu của mọi người, Đàm Vĩnh Hưng nhất định không để kẻ gian dối chen vào làm những điều không đúng, coi thường pháp luật. Hưng nhất định chuyến này sẽ đem mọi việc ra ngoài ánh sáng. Yêu tất cả mọi người ơi. Đàm Vĩnh Hưng phản pháo nữ CEO Đại Nam lương lẹo và lưu manh, quyết đưa vụ việc ra tòa. Động thái đáp trả của Đàm Vĩnh Hưng dành cho bà Phương Hằng khiến dân mạng thêm chú ý. Những ngày vừa qua, cái tên Đàm Vĩnh Hưng, Phương Hằng tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ phía dư luận. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Mr. Đàm tiếp tục có động thái gây chú ý nhắn gửi đến nữ CEO và khán giả của anh. Mở đầu bài viết, giọng ca 7X không ngần ngại gọi bà Phương Hằng là lương lẹo, lưu manh, lật lọng trong việc khiêu khích tôi và lôi kéo đám đông. Tôi thách cô tung ra 1,9 kg giấy sao kê của số tiền 96 tỷ đồng. Cô bè lấy qua vấn đề khác, thật là trẻ con. Vì cô vu khống tôi ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, khẳng định mình có 1,9 kg giấy sao kê nên tôi đã nói rõ ràng rằng tôi muốn pháp luật và ngân hàng vào cuộc kiểm tra số giấy sao kê đó so với giá trị thật của tài khoản của tôi. Nếu sai, cô mất một viên kim cương. Nhưng tới thời điểm hiện tại, cô không làm được điều này. Nên cuộc thách đấu này tôi sẽ chuyển sang một cuộc đi tìm công bằng cho tôi trên phương diện pháp lý. Nếu cô vẫn còn muốn vu khống tôi, mời cô cố gắng biến giấc mơ sao kê và 1,9 kg giấy lộn kia thành sự thật. Tôi đang đợi cô up lên mở giấy cô đang có giấy con số dơ bẩn như sự tưởng tượng của cô.
tôi sẽ nhờ pháp luật đối soát tài khoản của mình để đảm bảo tính minh bạch, Đàm Vĩnh Hưng viết. Chưa dừng lại, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rằng lời thách đấu trên là của riêng anh và nữ CEO, không phải đại diện cho bất kỳ anh chị em nghệ sĩ nào, nên đừng lôi kéo những nghệ sĩ khác để tạo hiệu ứng truyền thông bẩn. Cô đang nghĩ mình là ai vậy? Tự cho mình quá nhiều quyền hành nay ra lệnh này, mai ra từ hạng kia. Với tôi, cô hoàn toàn không có một tư cách gì để yêu cầu tôi hay nghệ sĩ khác phải làm theo cô mong muốn. Biên nhận và những nơi đã nhận hỗ trợ tôi đều lưu đủ, và tôi cũng đã công bố tất cả những gì mình làm trên YouTube và trang cá nhân. Không đến lượt cô phải ra lệnh một cách hoang tưởng như vậy. Tôi làm mọi việc đều từ trái tim, với những sự đóng góp chân thành cho đợt từ thiện đó một cách công khai, minh bạch. Việc tôi có cái dài qua lại với cô sẽ vi phạm thời gian, tạo cơ hội cho người khác trục lợi, xuyên tạc phát ngôn của tôi. Bản thân Vũ Hà nói thêm, bên cạnh đó, anh còn khẳng định câu chuyện lùm xùm trên với bà Phương Hằng sẽ được Đàm Vĩnh Hưng đem ra pháp luật. Động thái trên theo nam ca sĩ là để chứng minh sự trong sạch của mình và lột trần trụi sự vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của bà Nguyễn Phương Hằng. Những gì cần nói sẽ nói tại tòa, Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi. Cuối bài đăng, giọng ca lâu đài Tình Ái cũng có những lời nhắn gửi đến với khán giả của mình. Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, bởi không phụ lòng tin yêu của mọi người, và nhất định không để kẻ gian dối chen vào làm những điều không đúng, coi thường pháp luật. Hương nhất định chuyến này sẽ đem mọi việc ra ngoài ánh sáng, yêu tất cả mọi người. Anh khẳng định thêm, hiện bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục khi nữ CEO Đại Nam có 96 tỷ đồng thần thoại sẽ giúp được hơn 5.300 học sinh. Đời không như là thơ nên đời thường bóp chết mộng mơ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói. Sáng ngày 25 tháng 8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào xung quanh lời cáo buộc của nữ CEO Đại Nam. Trong đoạn clip dài hơn 8 phút, giọng ca xin lỗi tình yêu cho biết sẵn sàng đối chứng với ngân hàng và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra về vụ 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Nam ca sĩ nhấn mạnh, hiện nay tôi thấy rất nhiều người yêu bóng vía bị dẫn dắt, bị lôi cuốn theo. Quý chị quá yêu bóng vía để một người dẫn dắt. Sau đó không lâu, Đàm Vĩnh Hưng liền có bài đăng trên trang cá nhân tiếp tục ca kệ nữ CEO Đại Nam. Theo đó, anh bày tỏ, 1 tỷ 8 chỉ giúp được 100 em học sinh, nhưng phải chia đều trong 6 năm, vậy là Hưng phải cố cày thêm rồi. Phải chỉ có 96 tỷ trong thần thoại thì mình đã giúp được nhiều hơn 5.300 học sinh rồi. Tiếc thật, đúng là, đời không như là thơ nên đời thường bóp chết mộng mơ, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Theo như bài đăng, Mr. Đàm ước gì có 96 tỷ trong thần thoại để giúp được nhiều hoàn cảnh em học sinh khó khăn hơn nữa. Và số tiền trong thần thoại này xuất phát từ lời nói của nữ doanh nhân. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn thách đấu, sẽ xin một viên kim cương giá trị nhất của nữ CEO để làm từ thiện. Nếu chứng minh được anh ăn chặn 96 tỷ đồng, có thể nói sau khi nam ca sĩ sinh năm 1971 tuyên chiến với bà chủ Đại Nam, anh liền trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Bị đại gia Phương Hằng tố lương lẹo tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng giàu có như thế nào? Đại gia Nguyễn Phương Hằng đã gọi tên Đàm Vĩnh Hưng, nữ doanh nhân tố Mr. Đàm lương lẹo số tiền từ thiện lên đến 96 tỷ đồng. Trước khi xảy ra sự việc này, nam ca sĩ gốc Quảng giàu như thế nào? Tối ngày 24 tháng 8, mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định có bằng chứng trong vụ Đàm Vĩnh Hưng gian dối tiền từ thiện. Bà còn khẳng định con số thực lên đến 96 tỷ đồng, dù việc này đã được các diễn đàn liên tục cập nhật và chia sẻ. Tuy nhiên, ngay sau đó chưa đầy một ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng trên trang cá nhân để đòi lại danh dự. Giọng ca gốc Quảng nói, tôi có nghe và ekip gửi và link không đúng sự thật về tôi thấy rất buồn cười, không hiểu sao người ta có thể trắng trợn dựng chuyện bị đặt cách không ngượng miệng mà không sợ gì cả. Tôi cũng thật sự ước mơ mình có giấc mơ, ngủ dậy thấy trong tài khoản có con số to đùng dậy, chắc chắn tôi sẽ làm được nhiều việc lắm, ít nhất là tôi có thể chia sẻ cho người nghèo, bà con và đồng nghiệp của tôi. Anh cũng tuyên bố bà Nguyễn Phương Hằng chọn sai người, đồng thời anh cá cược đúng sai bằng viên kim cương của chính bà Hằng. Hiện sự việc vẫn được khán giả quan tâm và đợi bà Hằng lên tiếng phản pháo. Về Đàm Vĩnh Hưng, trước khi gây ồn ào với chuyện bà Hằng, anh đã gây sốc với nhiều phát ngôn cùng cuộc sống riêng tư giàu có.